về nhiếp ảnh, về sân khấu, về âm nhạc, về văn học nhân dân. Thì muốn là quảng bá những cái hình ảnh của địa phương mình, đặc biệt là chúng tôi biết là tập đoàn Tôm Việt Úc là một trong những tập đoàn lớn nhất ở nước Việt Nam, và ở Bạc Liêu chúng ta thì đây là cơ sở lớn nhất cả nước. Thì và cái doanh thu cũng như là cái đóng góp cho cái ngân sách của tỉnh thì thuộc về Việt Úc tăng, do đó mà ban lãnh đạo liên hiệp hội cũng như là ban cũng như là cái tập thể chức cái công tác ảnh cũng mong muốn là nhân cái dịp mà tổ chức cái công tác lần này cũng muốn giới thiệu cái hình ảnh của tập đoàn, thì cũng rất mong là tất cả các anh các chị và các em hiện đang quản lý và công tác tại tập đoàn Hà Liêu nhiệt tình hướng dẫn để cho anh em dân nghệ sĩ có dịp và để tác nghiệp công tác cái tác phẩm ảnh để giới thiệu cho bạn bè khách trong và ngoài nước biết đến tập đoàn Việt Úc tại Bạc Liêu. Thay mặt ban tổ chức giải cũng như là ban lãnh đạo hiệp hội thì một lần nữa tôi bày tỏ cái sự chân thành cảm ơn đến lãnh đạo tập đoàn và tất cả các anh chị em các hội nhân viên của tập đoàn chúng ta đã lại tại Việt Úc Liêu có cái sự chiến thắng đồng hậu. Thì nhân cái buổi thăm ngày hôm nay thì liên hiệp hội học viên Việt Úc có cái món quà, có cái bức tranh tặng tập đoàn để làm kỷ niệm. Xin mời các anh cùng được tiếp trước không ạ? Chắc là em xin mời anh Lâm Văn Thanh, vì của Việt Úc Bạc Liêu sẽ lên nhận món quà lưu niệm. Dưới chiếc ơi, chiếc ơi, nghe, chiếc ơi, ngay giữa này chiếc. Phan, Phan, anh ơi, chiếc lên trên này dính cái mặt, cái đèn à. Rồi nha, cầm cao lên chiếc anh ơi. Chiếc ảnh cầm một chút. Cô giống này. Dạ, dạ. Rồi, em xin phép cảm ơn anh rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình thì em xin phép được mời anh Nguyễn Viên Đăng, giám đốc marketing tập đoàn Việt Úc sẽ lên giới thiệu về tập đoàn cũng như là chia sẻ về kế hoạch hôm nay ạ. Dạ, xin chào các anh chị ạ. Chào đón các anh chị đến với lại Việt Úc Bạc Liêu. Và như chị đã thành nói lần này, đây là một cuộc hợp sản xuất tôm trong lớn nhất, nếu xét về quy mô là lớn nhất trên thế giới này luôn. Bởi vì 15 tỷ con giống, công suất là 15 tỷ con giống ở đây. Thì nhân dịp này, như xin phép giới thiệu một xíu về tập đoàn Việt Úc để cho mình có cảm hứng, mình biết cái định hướng tập đoàn Việt Úc, mình có cảm hứng và góp phần một phần nhỏ cho việc lại cho mình. Em sẽ nói về lịch sử hình thành phát triển của tập đoàn Việt Úc cũng như hai định hướng chiến lược. Và cái phần thứ ba là phần quan trọng á, đó là bởi vì khu vực này rất là rộng nên mình sẽ có là ở Việt Úc Bạc Liêu sẽ có ba cái khu vực để sáng tác và một xíu nữa nên sẽ diễn sơ qua hình ảnh của ba khu vực đó để các anh chị được chỗ của khu vực á. Thì tập đoàn Việt Úc có tổng cộng là 18 công ty trải dài từ Nam ra Bắc trên 20 năm rồi. Thì ở đây mình thấy là trung tâm duy quyền về trồng giống tôm bố mẹ, các công ty trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao, thì các anh chị thấy ở đây khu Bạc Liêu là 102 hectare, thì hết cái khu thì 102 hectare rồi. Mình có cái khu nhà máy là cái khu nhà máy là cái khu vực mà chút xíu nữa mình sẽ đi thăm 315 hectare. Nếu mình đi nguyên ngày á thì biết khi nào chưa hết luôn, cho nên là mình sẽ có hình thức mình đi nè. Và mình có ở Cà Mau là mình có phát triển chủ bộ chúng tôi của nhà vấn đề nhà máy thủy sản thì tốt cũng ở Bạc Liêu luôn, thì các chị đi ngang qua đây là các cái phát phẩm
thì đối với tập đoàn Việt Úc á, có hai cái định hướng chiến lược. Tại vì hai cái định hướng chiến lược này nó sẽ là khơi gợi một chút xíu cảm hứng các anh chị để những các anh chị có thể sáng tác. Thứ nhất á, là tập đoàn Việt Úc khép kín chuỗi giá trị thành công, và thứ hai á, là tập đoàn Việt Úc khởi xướng cái công cuộc vì một thành công Việt Nam công nghệ cao bền vững. Khép kín chuỗi giá trị thành công là như thế nào? Các anh chị sẽ thấy là ở tập đoàn Việt Úc á, là có con bố mẹ đó, là tập đoàn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện tại bây giờ có con bố mẹ, có tôn giống nè. Con giống thì có hai dòng con giống khác nhau, xíu mình sẽ có mặt tại trại giống luôn. Nếu như các anh chị nào mà chọn sáng tác tại trại giống thì sẽ có, mình sẽ thấy được con giống nè. Mình có con thương phẩm là cái chuồng nuôi nè, chứ mình sẽ đi qua nè. Mình có liên danh là sản xuất thức ăn cho con nè, và mình có nhà máy chế biến than xay nè. Đó thì đây là hết toàn bộ giá trị của thành con. Mình đang nói về cái công cuộc á, vì một thành con Việt Nam công nghệ cao bền vững. Thì ở đây nhá, khi nói về bền vững là tập đoàn Việt Úc là có sự bền vững cho đồng bào của thành con, nghĩa là mình có chương trình di truyền chủ động của bố mẹ. Thì trong một ngày nào đó ở đây tập đoàn Việt Úc có thể hướng tiếp các anh chị ở cái khu mà về cái trung tâm di truyền và chuồng giống của bố mẹ này. Cái này là duy nhất tại Việt Nam thôi, chỉ có tập đoàn Việt Úc mới có thôi. Cái này ở mà Ninh Thuận. À, tôm giống xíu nữa mình sẽ coi, đó là giờ có tôm giống công nghệ cao này mà bà con nuôi tôm nó hiệu quả hơn, cho nên là cái thành tôm nó bền vững hơn. Rồi bền vững cho môi trường, bền vững cho môi trường tức là ở tập đoàn Việt Úc là những cái chứng nhận danh giá trong ngành tôm là tập đoàn Việt Úc đều nhận được hết, và đặc biệt là chính cái khu vực hợp giống đều có là chứng nhận khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vậy nó có liên quan gì đến ngày hôm nay? Dạ thưa các anh chị, mình đang có mặt ở trong khu giống và khu nuôi, và ở đây là 10, công suất là 15 tỷ của con giống một năm. Do đó là an toàn sinh học đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thật sự ra là đây là đầu tiên là tập đoàn Việt Úc á, là chào đón tất cả các anh chị có nguyên một số lượng đông như vậy. Cho nên khi các anh chị đi, các anh chị vui lòng để ý đó là mình tác nghiệp trong cái khu vực của mình thôi. Dạ, mình chỉ tác nghiệp trong khu vực của mình, và những cái quy trình và về khử khuẩn hoặc làm sao đó để đảm bảo an toàn sinh học á, thì kính mong các anh chị á vui lòng á là hợp tác để cho nó đảm bảo được cho toàn bộ khu vực này ạ. Rồi khi mình ở bên cũng cho người tiêu dùng, tức là nói về con tôm hoàn hảo, thì sẽ có một dịp mình có thể tác nghiệp ở nhà máy chế biến. Và ở đây mình đang nói là chút xíu nữa mình sẽ có mặt ở bên đó Việt Úc nhà máy. Thì Việt Úc nhà máy có một cái đặc trưng, đó là tất cả các cái khu nuôi của tập đoàn Việt Úc là hoàn toàn không sử dụng kháng sinh trong suốt dòng đời sản phẩm luôn, không một cái sử dụng kháng sinh trong suốt dòng đời của con tôm. Thì đó là cái điểm đặc trưng mình nói là bền vững đó. Rồi và cuối cùng á, đó là bền vững về cộng đồng, tức là tập đoàn Việt Úc rất là hỗ trợ hoạt động cộng đồng, và tập đoàn Việt Úc rất là hỗ trợ những cái hoạt động mà liên quan đến truyền thông đại chúng như vậy. Bây giờ chúng quay trở lại cái điểm chính nè, đó là ba cái điểm sáng tác trong khu vực hợp á sản xuất tôm trong cái quốc bạc liêu của mình. Các anh chị vui lòng á để ý giúp dân, tại vì mình không thể nào á, một người không thể nào giúp cả ba khu được, như vậy nó không có thời gian, như vậy nhân sẽ chiếm qua ba khu này, và sau đó các anh chị á sẽ chỗ khu nào thì mỗi người chỗ một khu thôi, và khi mình chụp xong á là mình kết thúc luôn. Cho nên là các anh chị vui lòng để ý khu đó. Sau khi chia khu xong thì lúc đó là tự nhiên sẽ có ba nhân sự, bên Việt Úc sẽ có ba nhân sự đứng ở ba góc về anh chị á, theo á gọi là về khu vực nào thì theo nhân sự đứng ở khu vực đó ạ. Các anh chị để ý nghe, khu vực thứ nhất gọi là nhà máy xử lý nước và đoàn xe tải, đây là những tấm hình mà bên Việt Úc tự nhiên là từng chụp. Đây là cái nhà máy xử lý nước với công nghệ đỉnh cao, với công nghệ hàng đầu trên thế giới này luôn. Thì ở đây á, các anh chị chụp diện cơ bản nó sẽ có cái nhà máy như vậy nè, và bởi vì cái sự tự động hóa rất là cao của cái đó, ở đây chỉ có là hai người thôi đi qua đi lại vậy thôi, và thật sự rằng á là cũng không làm gì nhiều hết á, nhưng mà mình sẽ chụp các cái cảnh như vậy. Rồi và đằng trước á, nhà máy xử lý nước thì có đoàn xe tải đó, đây là những cái hình mà bên tự nhiên đã từng chụp. Rồi bây giờ mình qua khu thứ hai ạ. Khu thứ hai gọi là khu tảo tươi. Khu tảo tươi thì tảo và Artemia là cái nguồn dinh dưỡng đầu đời của ấu trùng con nha. Tảo là vai trò cực kỳ quan trọng. Thì ở khu tảo tươi các chị nhìn thấy như vậy,
Như vậy các anh chị nào mà quen với lại cái trò chơi về ánh sáng thì mình sẽ trộn cái cung tảo tươi này trong cái đó là ánh sáng và đèn rất là nhiều. Và đây là khu thứ hai. Và khu thứ ba đó là khu trại dốc. Khu trại dốc thì mình có thể chụp là hai bên trại trại nè. Và mình sẽ vào bên trong cái khu trại dốc. Khu trại dốc ở đây là những cái hình ảnh mà từ trước giờ mình cũng đã thường chụp. Như vậy thì mình đã giới thiệu xong ba khu rồi. Khi mình qua bên nhà mát á, thì nhà mát thì không cần nghiên cứu. Nhà mát thì tất cả mọi người sẽ đi chung với nhau. Và đây là những cảnh mình chụp trong nhà mát. Mình chụp trong nhà này, mình chụp trong nhà hàng, mình chụp ở ao đồ nổi bên ngoài. Rồi, đây là hai cái số điện thoại. Hai số điện thoại này có Zalo luôn. Đây là số trên là số của Nhân nè. Rồi, Nhân là giám đốc marketing. Và số dưới là số của Tiên Đức. Là chị Tiên Đức là phó giám đốc truyền thông. Như vậy để hai số điện thoại này chia. Để các anh chị mà có hình nào đẹp á, mà có thể chia sẻ thì các anh chị có chia sẻ về cho Nhân ở trên hoặc là cho Tiên Đức ở dưới nè. Dạ, đây là số này là có Zalo luôn. Dạ rồi, bây giờ Nhân sẽ chiếu lại một lần cuối cùng tổng hợp hình ảnh của ba khu. Đang nói trực tiếp Facebook nha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu nè. Ở đây mình có ba khu thì sẽ giới thiệu luôn không? Người nào cũng sách cũng làm không ạ? Đặc biệt nha. Rồi cảm ơn anh Nhanh đã có phần chia sẻ về lập trình cũ cũng như là các khu mà mình sẽ chuẩn bị tác nghiệp. Thì em được nghe nói là mình cũng đã có một nhóm rồi á. Em xin phép được giới thiệu các anh em sẽ dẫn nhóm đi để cho anh em mình sẽ đi theo cái đúng từ đó để tới đúng cái khu mà mình dựng hình thành. Đầu tiên là em là Tiến Đức, em sẽ phụ trách khu trại giống. Trại giống đây. Dạ, thì nhóm của khu trại giống là nhóm số 2 sẽ đi theo em ạ. Nhóm số 2 sẽ đi theo em và em sẽ xuất phát đầu tiên. Tại vì khu này khá là xa cho nên là xin phép mời các anh chị lên xe mình sẽ di chuyển chung với nhau. Nhóm nhà mạng xử lý nước đỉnh cao là xin phép mời Trinh, Phó Ngọc Trinh và em lên. Và em lên đứng trong đây giữa sân khấu cho các anh chị nhìn rõ hẳn ha. Thì nhóm số 1 sẽ đi theo Phó Ngọc Trinh ạ. Và nhóm số 3 là Phòng Bảo, mời Toàn. Toàn cũng là giọng Toàn của Phong Bảo cho nên là các anh chị của Phong Bảo sẽ đi theo Toàn giúp em ha. Và em sẽ xuất phát đầu tiên. Khoan anh chị ơi, mình tỉnh rồi xuống, mình chia nhóm xong rồi mình mới bước ra mọi người, mình xuống để anh em mình chia nhóm xong và mình chụp ảnh lưu niệm tổng thể xong rồi mình mới đi ha. Anh chị bình tĩnh rồi xuống cho em rồi. Dạ rồi, bây giờ mọi người mặc xong đồ an toàn sinh học cũng như là ổn lắm rồi á. Mình có những bộ đồ đèn như thế này thì mình sẽ ra mình chụp một tấm ảnh lưu niệm ở trước công ty. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình đi. Dạ, chứ mình sẽ phải mời các anh chị mình nhắc lại cái công ty. Nhóm 1, nhà máy xử lý nước đỉnh cao. Rồi nhóm 1 đâu? Anh chị đang mục đích nhóm 1. Nhóm 1 nhà máy xử lý nước đỉnh cao. Nhóm 1, đi theo nhóm 1 và lên xe của nhóm 1 luôn, đi theo mình ha. Nhóm 2, chưa bình tĩnh. Nhóm 2, khu trại giống. Nhóm 2, khu trại giống là đi theo em nha. Đi theo bạn Đức và lên xe của mình luôn nha. Và nhóm 3, phòng tảo. Tảo đâu? Rồi đi theo bạn Nam này và lên xe của nhóm 3. Bây giờ tất cả mình tập trung ra vào trước, chụp một số cảnh phương tiện của mình xong rồi. Đi ra luôn. Hai thích. Dạ lấy đi. Dài này sao thấy nó bị cứng, nó bị đơ. Đang trực tiếp à anh. Bếp bây giờ rồi. Rồi. Rồi vâng. Nhà chúng tôi hát nè. Dạ. Cung tập trung. Dùm lại luôn nè. Rồi. Đây ha. Ra đổ ai ra đây? Đây ha.
Rồi sao đi? Điện thoại anh ra, mất điện thoại anh ra, tắt tắt chứ. Khoan chỗ đầu nghe đi quá. Mày tắt đó hả? Đâu có. Chưa, anh tắt vô đây. Chưa, để em quay cái. Rồi chào cái đi. Rồi chào các bạn, xin dừng buổi livestream hôm nay. Rồi tắt đi, tắt nguồn luôn. Rồi giao mày á. Giả tạo thì là tạo Thalassemia.
nước. Sao quả sĩ? Rồi. Anh này chi hội quả sĩ, anh đi theo đặng ghi hình ảnh về dễ sao. Alo. Baby sit.
cái kết nó ngóc lên chút xíu. Coi nó là mắt mình mất. Rồi mắt đó. Chịu được. Chịu giống của trong phước đâu, phước ni lông thấy không? Đó, đó. mình ghép lại mà còn cái hơi chán trong hội trường mới like. Con này về mình thấy cái đoạn nào nó đẹp đẹp mình cắt lại. Em không
cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và người ta tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các anh chị báo đài Bạc Liêu, các báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Một lần nữa chào mừng các anh chị đến với khóa hội. Để bắt đầu chương trình thì em xin phép được mời anh Võ Văn Xuân sẽ lên có đôi lời để phát biểu chào mừng các anh chị. Dạ, em xin mời anh. Dạ, em xin kính chào các anh chị, những người tham gia, những nghệ sĩ trong cái đoàn của nhiếp ảnh hôm nay. Em Xuân Nhiếp Ảnh Việt Hoàng rất là vui, rất là hân hạnh và nhiệt liệt chào mừng các anh chị hôm nay đến với Điều Cũng Nhà Mát. Em cũng đại diện cho ban giám đốc công ty rất là cảm ơn các anh chị đã chọn Điều Cũng Nhà Mát là cái nơi mà phát tác ảnh. Và em cũng chúc cho các anh chị cần có cái dịp mà ghé Điều Cũng Nhà Mát để có những cái tấm ảnh sáng tác rất là đẹp. Thì cái khu Điều Cũng Nhà Mát là ở đây là cái khu mà mình nuôi tôm thương phẩm. Diện tích của mình là 315 hecta. Mình đã chính thức hoạt động từ năm 2018. Thì hôm nay mình sẽ có những cái địa điểm mà chụp ảnh thì chúng anh em mình Đức cũng đã chuẩn bị sẵn và em cũng rất là hy vọng thì cũng nhà mạng sẽ có được những cái tấm ảnh để đời cho cái ngành thủy sản. Và một lần nữa em chúc sức khỏe anh chị trong đoàn và chúc cho cái chuyến tác nghiệp của anh chị thành công. Có ăn ngoài này chưa ăn đây luôn, ngoài về gốc luôn. Sáng nay thì còn đã đến thăm cái khu giống, thì phải nói là đây là một điểm đến rất là lý tưởng. Sáng nay thì lúc đó thì chắc chắn một điều là anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã nắm bắt ra được nhiều tác phẩm để còn còn quảng cáo cho cái thương hiệu tôm hiệu hai là quảng cáo cho cái thành tôm của Bạc Liêu. Đây là Bạc Liêu chúng ta là được chính phủ phê duyệt là thủ phủ thành tôm cả nước. Thì được biết là trong cái năm cái nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó là thành tôm thì là nằm trong năm cái nhu cầu phát triển kinh tế. Còn bước đến cái địa Bạc Liêu là một cái cơ sở lớn cả nước với quy mô. Sáng nay thì đã đi cái khu công dân, giờ đây là cái khu thực phẩm, cái khu lưu trữ thực phẩm. Thì chắc chắn là sẽ hứa hẹn là trong quan trọng khoảng trăm tiếng nữa thì các anh chị sẽ có cái những cái tác phẩm để lâu và góp phần cho Bạc Liêu nói chung cũng như là Bạc Liêu nói riêng để quảng bá cái thương hiệu tôm hiệu ổn định bà con trong cả nước và cộng đồng quốc tế. Và nhân cái chuyến đi tới lần này thì Liên hiệp hội với Bạc Liêu tỉnh cũng có tranh tặng cho khu nông thôn thực phẩm xin mời trong nhà màng, nhà màng là cái nhà mà nó có
có khung tường nhiều hồi nãy đó. Rồi bên trong nhà màng thì nó có nhiều cái hoạt động ở đó. Đấy, ví dụ như là cho con ăn hoặc là dỡ nhá lên thì mình chụp ở trong đó. Rồi và nếu anh chị nào chụp tay cam thì có thể đứng phía trước nhà màng và mình tay cam nó luôn. Sau khi ở nhà màng xong xuôi rồi thì mình sẽ ra khu vực đó là ao cồn nổi, thì mình sẽ tác nghiệp ở ao cồn nổi. Và sau khi mà hai khu đó thì mời tất cả các anh chị quay trở về khu vực này và đây. Và mình kết thúc với chương trình tại nhà mát đấy. Và chỉ có nhiêu đó thôi. Và bây giờ là chắc là mình chuẩn bị đi luôn rồi. Thì cảm ơn các anh chị. Thêm một cái nữa là sẽ có một cái tấm hình ở phía trước nhà mát đó, đó là đường mà bây giờ mình đi ra thì mình cũng đi về hướng này. Cho các anh chị nhớ các anh chị đứng ngay phía trước nhà mát á. Chụp bây giờ mình nghe lấy cảm hứng và lại trực tiếp rồi của anh ra ngoài. Dùng ra. Em cầm được không? À, cái này mình cầm như thế nào? Em cầm như thế nào? Nó trong vùng. Dạ. Dạ, cứ đi. Đang lấy trực tiếp cho các trang hội nhấp ảnh của Bạc Liêu. Dạ, là em cứ đi quay thì. Dạ. Yeah. Anh phải đi gần em rồi đấy, nghe cha là bắt sống. Anh em tính này, nó đang đi cái chạy sáng tác nhiếp ảnh này, đi chung đoàn, đang dừng lại đi vô cái khu ấy, khu nuôi tôm này, dừng chốc đen điện lại. Rồi.
sao chạy theo kịp. Hết bệnh hết vậy, hết bệnh hết là chụp điện. Gió gió quá trời luôn. Bay cam mà mới bay cái con mà hai mấy chục triệu bay mới nói. Hôm bữa trên tập đoàn đấy con bay trời. Nó bá vậy nè. Con đó là xịt đi dục phân xịt thuốc luôn á. Của Đức Ba Xe. Bay quá nó bay mới nói. Cái con nhỏ lên gió thở lúc xưa lại. Tắt rồi, tắt rồi, nó hết dung lượng hay là sao, em mới xài ghi cái ấy luôn rồi. Nãy hình như hay là em là nó không biết nó bấm. Thank you.
nhớ nhá đội nó cứ để thôi chụp qua nó không giống người ta. Thank you.
vậy á.
được nha. Nóng nực chết, bắt hai tôm nhảy đi tắm đúng. Giữa khu này khu kia an toàn sinh học thì họ được đảm bảo. Vamos lá.